Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 197 của TV Pháp Luật. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Xu hướng phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu. Vĩnh Long tìm chủ nhân của lô hàng hơn 200 sản phẩm trang sức vi phạm. Lần đầu tiên, Việt Nam có quy định về tiền điện tử. Kính thưa quý vị, thời gian qua thương mại điện tử tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, nhất là sau thời kỳ đại dịch Covid-19, với doanh thu B2C năm 2023 đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ và hơn 2,2 tỷ đơn vị sản phẩm được giao thành công trên 5 sàn thương mại điện tử. Chính những con số này đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã tiếp nhận 1.567 đơn thư phản ánh và khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó 5,5% đơn có nội dung liên quan đến thương mại điện tử. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các vấn đề thường gặp bao gồm chất lượng và số lượng hàng hóa không đảm bảo, dịch vụ vận chuyển không đạt yêu cầu, không đền bù hoặc đổi trả sản phẩm, quảng cáo lừa dối và thông tin sai lệch. Nhóm đối tượng bị tác động chính là trẻ em, người cao tuổi, người dân sống ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng xa với các hệ lụy tiêu cực như lừa đảo trên không gian mạng, nghiện mua hàng, dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Ngoài ra, một số trang web thương mại điện tử chứa đựng thông tin sai lệch dễ tác động tiêu cực tới tâm lý và suy nghĩ của người xem, đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương thời gian qua đã xây dựng và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, cụ thể như sau. Xây dựng chính sách thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Nghị định số 55/2024/ND-CB bổ sung nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và trách nhiệm kinh doanh có đạo đức cho các doanh nghiệp. Hợp tác quốc tế khi tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác xuyên quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo đó, Bộ Công Thương đã chủ động có sự phối hợp chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trên các nền tảng. Tất cả những nỗ lực trên đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường thương mại điện tử lành mạnh và bền vững. Bộ Công Thương cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tối đa. Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 124 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% và nhập khẩu đạt 115 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1%. Theo đó, tính chung 4 tháng, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận thặng dư 9 tỷ đô la Mỹ, với một số điểm tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu có thể kể tới như cả khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước đều ghi nhận tăng trưởng tốt về kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nhóm nông thủy sản đạt mức tăng trưởng cao, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thủy sản đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8%, rau quả đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,1%, cà phê đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 53,4%. Đặc biệt là mặt hàng gạo, tuy chỉ tăng 9,5% về lượng, nhưng kim ngạch ghi nhận tăng 33,6%, phản ánh mặt bằng giá có lợi trên thị trường. Tiếp đó, các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực tiếp tục phục hồi tốt. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 25%. Hàng dệt may đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7%.
giày dép đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%, sắt thép các loại đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 21,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,9%, điện thoại các loại và linh kiện đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%. Bộ Công Thương cho biết, hiện đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tận dụng các hiệp định FTA để nâng cao kim ngạch và giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long, đơn vị vừa có thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng trang sức vi phạm hành chính. Thông báo nêu rõ, nếu hết thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo lần thứ 2 mà chủ sở hữu không đến nhận hàng hóa nêu trên, đơn vị này sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. Trước đó, ngày 8 tháng 5 năm 2024, đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành khám túi xách bằng da màu nâu có dây kéo tại khu vực bán đồ trang sức mỹ nghệ tại địa chỉ số 407 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả, đoàn kiểm tra đã phát hiện trong túi xách có các sản phẩm trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, 29 chiếc vòng đeo tay màu trắng, 10 sợi chuỗi đeo tay màu trắng, 3 sợi chuỗi đeo cổ màu trắng, 55 chiếc nhẫn đeo tay màu trắng, 2 cái tượng Phật màu trắng, 67 cái mặt dây chuyền màu trắng và 45 đôi bông tay màu trắng, tổng cộng là 211 sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã xác minh tìm chủ nhân lô hàng hóa trên, nhưng đến nay không có ai nhận là chủ sở hữu. Để đảm bảo xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định, nay Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa đang tạm giữ tại đơn vị này. Theo đó sẽ thông báo 2 lần, lần thông báo thứ 2 được thực hiện trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thứ nhất tính từ ngày 27 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý vị, với việc chính phủ ban hành Nghị định 52/2024 trên ND kết nối CB, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, đánh dấu lần đầu tiên tiền điện tử hay còn gọi là e-money đã được pháp luật Việt Nam quy định. Nghị định 52 là văn bản pháp lý quan trọng về lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, có ảnh hưởng rộng đến nhiều lĩnh vực, đối tượng, tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý cơ bản vững chắc và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số ngành ngân hàng và phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, an toàn với chi phí hợp lý. Một trong những điểm mới của Nghị định 52 là bổ sung một số quy định về tiền điện tử, trong đó đã định nghĩa, làm rõ bản chất của tiền điện tử. Quy định cụ thể các hình thức thể hiện của tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động thanh toán, bao gồm ví điện tử, thẻ trả trước. Đối tượng cung ứng tiền điện tử bao gồm ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ ví điện tử và thẻ trả trước, và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ ví điện tử liên kết với tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá, việc hoàn thiện quy định pháp lý cho tiền điện tử tại Nghị định 52 sẽ góp phần ngăn ngừa, loại trừ các phương tiện thanh toán không hợp pháp do các tổ chức không được phép phát hành, hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền trong việc ngăn ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo đó, Nghị định 52 bao gồm 7 chương và 38 điều trên cơ sở nguyên tắc phù hợp với hiến pháp và pháp luật, phù hợp với các cam kết, thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, bảo đảm tính khả thi gắn với thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, hiện đại và kế thừa những nội dung còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục một số tồn tại hạn chế tại Nghị định 101/2012 trên ND kết nối CB. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin thị trường tiêu dùng ngày hôm nay. Kim Quyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.